thang máy Denon DRNR780. Con này dòng cũng đời sau này cũng lớn rồi, cửa lùa. Máy còn cứng, đẹp, cứng lắm. Nó đang thèm đêm quá chả thấy gì hết. Đấy. Dỡ lên chả đẹp thấy. Tôi thùi. Phay nhôm. Có cái nút mở này rất là vừa rồi. Chui ra. Đấy. Thả anh vào thôi. Đó, con này đi băng cũng ngon lắm. Nó đầu từ xoay hai chiều. Nhưng mà ghi băng nó cũng khá ấn tượng. Ghi thử nha, ghi thử đoạn này. Chứ quảng cáo cái nào cũng hay hết, anh em chả biết con nào để chọn ha. Cứ thử đây rồi nghe cái nào hợp tai quá. Mày bấm vào đây à. Bấm cái CD nữa đó. Ok, bấm đi. Được 1 phút 28 giây rồi nè. Thu lại nhé, nghe lại thử. Thử bằng góc nó thế nào. Nó phát là như bằng góc. Chết mẹ chạy qua. Quên lưu lại. Rồi ok. Bản copy cái bản nãy bản bản mình ghi vào đấy. Còn cái bài app file này nè, muốn chép cao á thì dặn ngược kim đồng hồ xíu, còn không là để lúc 12 giờ thì nó 11, còn muốn lên chép xíu thì nhấp chút hơn tầm ở khoảng 10 giờ đấy, 11 giờ 10 giờ đấy thì nó tiếng hay lắm, nghe được. Tôi thức copy bản ghi băng rất ok, thấy không, nghe lại cũng ngon. Anh em nghe thử một đoạn nhạc trước 15 xem sao. Bản đại đi, rất đơn giản hiệu quả. Băng này bị lỗi bên này rồi. Không hát mà đờn cho nó qua. Thôi chúng ta không có nhau.
trong cuộc đời anh với em. Ừ, tiếng tốt quá trời chứ. Không lớn đâu. Phải chăng mưa buồn vì tình đất. Ok, xin cảm ơn.